Ăn lê với súp mì tôm. Hôm nay mình sẽ tổ chức cho các bạn ấy thi đi hái quả lê nhá. Để đi, đi đi ăn quả lê đi. Đi hái quả lê thôi, quả lê nhiều quá. Ô oh, các bạn ấy sướng quá. Đó ăn quả lê. Ô oh, ăn trực tiếp trên cây luôn này. Nhìn nhờ, các bạn ăn trực tiếp trên cây luôn này. Không hái là ăn trực tiếp luôn này. Ôi giời ơi. Các bạn đã thử thách ăn như thế này bao giờ chưa? Ăn trực tiếp trên cây này. Siêu to, siêu khổng lồ, siêu ngon. Đây đổ đây. Ăn lê với súp mì tôm. Ngon không? Ngon ạ. Hết rồi đây này, hết rồi. Ăn xong ngủ luôn rồi này, bạn kia mệt quá ngủ luôn này.
Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Bye.